Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi, để chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau nhé. Không biết là các bạn của chị thì đã lên xem phần livestream ngày hôm nay hay là chưa? Tại bởi vì là ngày hôm nay thì chị có một cái mảng kiến thức khá là thú vị và muốn chia sẻ cùng với các bạn. Thế nên rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này ngày hôm nay rồi, được không nào? Quay trở lại cùng với chúng mình ở trong một buổi tối. Bây giờ thì đã là 9 rưỡi rồi và chị nghĩ đây cũng sẽ là cái thời gian phù hợp để chúng ta có thể cùng với nhau học môn văn một cách hiệu quả nhất, được không nào? Rồi các bạn ơi, kênh đã lên chưa? Các bạn đã lên chưa nhở? Kênh đã lên chưa? Nếu như mà lên rồi thì các bạn có thể gửi lời chào tới chị nhé, được không ạ? Nhà chỉ 6 thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Các bạn ơi, kem lên chưa? Ok, xin chào Phương Anh, xin chào Ngọc Lan. Được không ạ? Xin chào Ngọc Lan. Lên rồi thì gửi lời chào tới chị nha. Ok. Xin chào Minh Hiếu, xin chào Thanh Thúy. Chỗ góc này có vẻ hơi tối đúng không? Em có thấy hơi tối không? Hơi tối không? Rồi, xin chào Hoàng Phúc, xin chào Nga. Ngày hôm nay có một chủ đề khá là thú vị mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Đó chính là việc làm thế nào để chúng ta có thể đưa những cái nhận định vào trong bài viết của mình một cách hay nhất. Bởi vì có rất là nhiều vấn đề xảy ra, đó là các bạn ấy thắc mắc với chị là đôi khi chị cung cấp cho em nhận định hoặc là em có những cái nhận định ở trong bộ tài liệu của chị mua tham khảo mà em lại không biết làm như thế nào để có thể sử dụng nó một cách phù hợp nhất vào trong bài viết của mình. Thế nên là ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này, chị rất là hy vọng có thể giúp cho các bạn làm điều này. Vì biết đâu nếu như xem hết phần livestream ngày hôm nay, các bạn của chị sẽ có được những cái kiến thức rất là bổ ích và các em sẽ viết được những bài văn thật là hay thì sao, đúng không ạ? Nhá. Thế nên là ngay lập tức hãy chia sẻ phần video clip này trước khi mà Trang Ngọc Văn Trịnh Hiên ẩn mất phần video của chị đi nhá, được không nào? Nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình, vì biết đâu đến một lúc nào đấy thì các em cũng sẽ cần đến thì sao, phải không ạ? Rồi, ok Lan Anh, rất là cảm ơn em, được không ạ? Hay xem livestream của chị và thường vận dụng những cái nhận định của chị vào à? Một cái lời động viên dành cho chị, đúng không? Một cái lời động viên rất là tốt dành cho chị. Chị hy vọng là rồi sau này thì chị sẽ giúp được cho nhiều bạn hơn nữa. Ok không? Các bạn ơi, chúng mình đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị bút, vở, sách các kiểu chưa? Để chúng ta bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn về cách làm thế nào để chúng ta có thể vận dụng những cái nhận định trong văn học một cách thật là hay vào trong bài viết của chúng mình các bạn nhé. Ok không? Xin chào Xuân Lam, xin chào Thùy Dung. Xin chào Trúc Linh nhá. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị sẽ đem tới cho các bạn những cái nhận định thật là thú vị về những tác phẩm mà chúng ta được học. Và ngày hôm nay tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu có hai mảng ở trong nền văn học Việt Nam hiện đại trong cái chương trình mà chúng ta được học. Một là thơ và hai là văn xuôi. Thì chị không biết là các bạn, bản thân các em đang mong muốn được tìm hiểu về phần nào trước. Vì nếu như các bạn mong muốn tìm hiểu về phần nào trước thì chị sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cái mục đấy trước nhá. Ok không nào? Em đã sẵn sàng. Các bạn ơi, chị sẽ nhờ bạn trong team chị Hiên lấy giúp chị một bộ flashcard, được không nào?
Các bạn đợi chị một chút xíu nhá. Chị sẽ lấy bộ flashcard lên đây, bởi vì đấy là một cái bộ mà có khá là nhiều những cái dẫn chứng hay. Và ngày hôm nay thì chị muốn là sẽ sử dụng cái đó để có thể hướng dẫn cho các bạn, được không nào? Nhưng mà trước tiên, bây giờ thì các em mong muốn là chúng ta sẽ học thơ trước hay là chúng ta sẽ học văn xuôi trước? Các em muốn có những cái dữ liệu về thơ trước hay là văn xuôi trước? Chị cho các bạn lựa chọn luôn, cho các em quyền lựa chọn luôn. Rồi, chị đã thấy những cái yêu cầu của các bạn đặt ra ở đây cho chị rồi. Các em muốn thơ trước hay là muốn văn xuôi trước? Ok, vậy thì thơ nhá, được không ạ? Rồi, ok, vậy thì thơ nhá. Chị đã thấy cái yêu cầu của các bạn rồi, thế nên chúng mình sẽ cùng thơ nhá, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số những cái dẫn chứng rất là thú vị về phần thơ. Và điều quan trọng ngày hôm nay không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu dữ liệu, mà là việc chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu đó như thế nào. Bao giờ cũng vậy, chúng ta thấy rằng là như thế nào nhỉ? Chúng mình có 3 phần, 3 cái cấu trúc, 3 cái phần chính ở trong cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học, bao gồm mở bài, thân bài và kết bài, phải không nào? Chính vì vậy mà chúng ta có rất là nhiều những cái dẫn chứng ở bên ngoài, nhưng mà các bạn lại không biết làm như thế nào để chúng ta có thể đưa những cái dẫn chứng đó vào trong bài viết của mình một cách phù hợp. Thì ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những tác phẩm thơ nhá. Chị sẽ lấy ví dụ luôn từ cái bộ flashcard này. Ở trong đây có khá là nhiều những cái dẫn chứng mà chị lại chưa bao giờ cùng với các bạn hỏi các bạn xem là chúng ta sẽ phải sử dụng nó như thế nào. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ có bài thơ đầu tiên mà chúng ta sẽ đi cùng với nhau, đó chính là bài thơ, đợi chị chút xíu nha, đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được không ạ? Đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Các bạn đợi chị một chút xíu để chị tìm bài thơ đó. Rồi, Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Rồi, các em nhìn này, ở ngay trong cái bộ flashcard này thì có một cái dòng đầu tiên, được không ạ? Một cái dẫn chứng đầu tiên, đó chính là Tây Tiến biên cương mờ khói lửa, quân đi lớp lớp đồng cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Các bạn thân mến, vậy thì chúng ta làm như thế nào đây? Chúng ta làm như thế nào để đưa cái phần này vào đây? À, nếu như mà chúng ta sử dụng cho phần mở bài thì các em có hoàn toàn có thể viết bắt đầu là gì ạ? À, nhà thơ Giang Nam đã từng viết trong thi phẩm của mình, hay là nhà thơ Giang Nam đã từng rất xúc động khi đọc thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng để rồi cất lên những lời thơ. Tây Tiến biên cương mờ khói lửa, quân đi lớp lớp đồng cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Quả thực là như vậy, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng ngay từ khi ra đời đã gây ra một tiếng vang lớn, để từ đó hình ảnh của nhà thơ này và hình tượng người lính Tây Tiến đã đi sâu, đã đi thẳng vào trái tim của độc giả. Bài thơ được coi là một trong những thi phẩm xuất sắc của thơ ca kháng chiến, đặc biệt là trong thời kỳ đầu của kháng chiến chống Pháp, để lại ấn tượng nhiều nhất với độc giả là 14 câu thơ đầu với nội dung gì ạ? À, hình ảnh người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên trên phong nền thiên nhiên miền Tây trong những chặng đường hành quân gian khổ. Được không nào? Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể sử dụng dẫn chứng này để các em đưa vào trong phần mở bài của mình. Còn ở phần thân bài, dẫn chứng này sẽ cực kỳ phù hợp với việc là các bạn sẽ đưa vào phần chúng ta khái quát. Về khi mà chúng ta đã phân tích xong rồi và chúng ta có cái luận điểm thứ ba là luận điểm mà chúng ta khái quát, thì các em hoàn toàn có thể đưa cái phần này vào trong cái luận điểm khái quát đó, ok không ạ? Còn với phần kết bài thì các bạn có thể tận dụng như thế nào? Chị lấy một cái ví dụ đơn giản ở phần thân bài nhé. Chúng ta có một cái luận điểm là một cái luận điểm khái quát về nội dung và nghệ thuật, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chúng ta sẽ viết như sau. Với 14 câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, thi sĩ này đã đưa người đọc quay trở về với nỗi nhớ thương, với biết bao nhiêu những nỗi nhớ thương, và đó với việc sử dụng những cái biện pháp, với việc sử dụng những biện pháp tu từ ở trong 14 câu thơ này, cộng với gì ạ? Nội dung, chúng ta sẽ khai quát về mặt giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật giúp cho chị. Sau đó thì các em có thể liên hệ với cái đoạn thơ này là gì ạ? À, nói như nhà thơ Giang Nam
khi nhận định về bài thơ Tây Tiến. Tây Tiến biên cương mở khói lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng. Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Sau đó chúng ta có thể kết bài được không ạ? Còn với phần kết bài thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng là gì ạ? Năm tháng có thể trôi đi. Lịch sử, những lớp bụi của thời gian có thể phủ lên lịch sử. Thế nhưng tất cả những ấn tượng, được không ạ, về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng vẫn còn đọng mãi trong trái tim của mỗi độc giả. Đặc biệt là 14 câu thơ đầu với hình ảnh của thiên nhiên miền Tây, đầy trắc trở gập ghềnh thế nhưng cũng mang một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng tình tứ. Nổi bật trên phông nền của thiên nhiên miền Tây chính là hình ảnh của người lính Tây Tiến, được không ạ? Sau đó thì các em xin được mượn một lời thơ của nhà thơ Quang Dũng để thay lời kết. Xin được mượn một lời thơ của nhà thơ Giang Nam để thay lời kết cho bài viết này. Đây có lẽ cũng chính là nỗi niềm mà biết bao nhiêu những độc giả muốn gửi gắm khi đọc bài thơ này. Tây Tiến biên cương mở khói lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng. Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Ok không ạ? Nhá, thì đây cái nhận định đầu tiên mà các bạn có thể sử dụng một cách khéo léo như vậy. Thì ở đây, trong cái bộ flashcard này cũng có những cái đoạn thơ, ví dụ như là nhớ bản Sương Giang, nhớ đèo Mây Phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Thì các bạn có thể thấy là chị ghi rất rõ ở đây là 14 câu thơ đầu hình ảnh người lính Tây Tiến. Thì các bạn có thể liên hệ với những cái đoạn thơ này. Ok không nào? Nhá, các bạn có thể liên hệ với tất cả những cái đoạn thơ này. À các em ơi, bộ flashcard này thì bao gồm tất cả những cái dẫn chứng trong chương trình ngữ văn lớp 12 các em nhá. Thế nên là các bạn có thể sử dụng rất là tiện lợi, nhưng việc quan trọng là các bạn sử dụng nó như thế nào thôi. Thì ở đây chúng ta có đoạn thơ này, bởi vì ở trong 14 câu thơ đầu của bài thơ Tây Tiến ấy là 14 câu thơ nói về khung cảnh thiên nhiên miền Tây và những cái tình cảm của con người miền Tây dành cho những người lính Tây Tiến. Chính vì vậy mà các bạn có thể sử dụng cái đoạn thơ này trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của nhà thơ Chế Lan Viên cực kỳ là phù hợp. Được không ạ? Rồi chúng ta có này, anh nắm tay em cuối mùa chiến dịch, phát xôi nuôi quân em sâu giữa rừng, đất Tây Bắc tháng ngày không có lịch, bữa xôi đầu còn tỏa nhớ mùi hương. Đoạn này các em có thể sử dụng khi mà liên hệ, khi phân tích hai câu thơ, đó chính là nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Được không ạ? Nhá, tiếp tục, ở đây chúng ta có một đoạn tiếp theo này. Đây cao vòi vọi dốc ông mảnh, đây ầm ầm đổ thác không tên, có suối chân hùm vừa để dấu, có lùm cây vút tuyệt đường chim. Đây là một đoạn thơ trong bài thơ của nhà thơ Khương Hữu Dụng. Khi mà chúng ta học bốn cái câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, đó là dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng người trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Thì các em có thể sử dụng đưa cái dẫn chứng này vào trong cái phần phân tích đó để khắc sâu thêm về hình ảnh thiên nhiên Tây Tiến khắc nghiệt ra sao, gập ghềnh hiểm trở như thế nào giúp chị nhé. Ok không ạ? Rồi ở đây cũng có này, rất đẹp hình anh lúc nắng chiều, bỗng dài trên đỉnh dốc treo leo, núi không đè nổi bay vươn tới, lá ngụy trang reo với gió đèo. Thì đoạn này các bạn có thể sử dụng để liên hệ với cái hình ảnh mà chúng ta có đấy, đó chính là hình ảnh trên cái chặng đường hành quân gian khổ, được không nào? Nhá, trên chặng đường hành quân gian khổ. Rồi ở đây 12 câu thơ cuối này, chúng ta có tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vầng trán ướt mồ hôi. Ba năm rồi gửi lại mái lều tranh, luống cày đất đỏ tiếng mõ đêm trường, ít nhiều người vợ trẻ mòn chân trên gối gạo canh khuya. Được không nào? Thì ở đây có rất là nhiều những cái dẫn chứng hay mà các bạn có thể sử dụng. Ok không ạ? Nha. Rất nhiều dẫn chứng hay mà các bạn có thể sử dụng để đưa vào trong cái phần viết của mình, được không nào? Nhá. Đấy là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thì chị đã gợi ý cho các bạn một cái nhận định mà các bạn có thể đưa cả vào phần mở bài, thân bài và kết bài đấy. Ok chưa nào? Nhá. Rồi, ở đây còn có Quang Dũng nói về bài thơ Tây Tiến nữa cơ. Thì các em cũng có thể tận dụng cái phần này để các em làm. Ok chưa ạ? Ví dụ đơn giản như thế này. Tôi làm bài thơ này rất nhanh, làm xong, đọc trước đại hội được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Hồi đó, tâm lòng và cảm xúc của mình ra sao thì viết vậy. Tôi chả chút lý luận gì về thơ cả. Được không ạ? Thì đoạn này các bạn có thể tận dụng ấy, các bạn có thể tận dụng để đưa vào phần mở bài của mình, hoặc là cái phần mà để khẳng định khắc sâu hơn về cái phong cách nghệ thuật của nhà thơ này trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Được không ạ?
nhá. Thì các bạn có thể sử dụng, chị không thấy cái ở đây thiếu mất một thẻ hay sao ấy, cái thẻ 8 câu thơ tiếp theo không thấy ở đây rồi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài thơ tiếp theo nhá. Một cái bài thơ rất hay, một cái thi phẩm rất hay ở trong sao hỏi các bạn, sao hỏi các em. Nếu như mà các bạn quan tâm thì các em có thể nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên nhá, được không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang thi phẩm tiếp theo. Đó chính là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, được không nào? Bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chúng ta sẽ có từng, nói chung là mỗi từng phần thì sẽ có một cái phần gọi là một cái phần để chúng ta liên hệ riêng. Nhưng mà trước tiên, để hiểu rõ hơn về thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh thì chị rất là muốn có thể chia sẻ cho các bạn về một cái bài nhận định, một cái bài cảm nhận cực kỳ là hay của thầy, của giáo sư tiến sĩ Chu Văn Sơn, được không ạ? Nhá, như thế này. Hãy nhớ nhá, chị sẽ vừa đọc và vừa phân tích cho các bạn, bởi vì chị nghĩ rằng là chỉ với một cái bài viết này thôi thì các em sẽ có hàng trăm, hàng ngàn cách để các bạn phân tích. Có Việt Bắc chứ, một lát nữa sẽ đến với Việt Bắc, ok không? Rồi, Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, một bài cảm nhận vô cùng hay như sau. Chị sẽ lên xem nó có sáng hơn chút không? Tối quá nhở, kiểu cảm giác tối quá nhở. Không hiểu tại sao hôm nay lại tối như thế. Em thấy có tối lắm không? Hơi tối à? Chị không biết tại sao lại tối như thế. Đây sẽ sáng hơn. Nhưng mà chị không ấy. Ừ, tối như kia làm sao mà được ta. Thế mà mấy đứa, chị đang muốn tìm cái để điện thoại á, mà chị không biết ở đâu luôn á. Tệ thực sự, các em đợi chị một chút nhá, để chị cắm cái sạc pin nữa nhá. Không có cái đấy rất là bất tiện đấy, không biết là ở đâu. Hôm nọ chị đã để trên góc kia rồi, mà không biết là hay là có tha xuống dưới tầng không? Em thử xuống dưới tầng xem hộ chị xem. Cái đen đen nhá mình. Mệt mỏi ghê. Các bạn đợi chị chút xíu nhá. Khiếp, chị thấy tối om ấy mà mấy đứa cứ kêu là không. Ôi đừng say. Mà mấy đứa cứ bảo là không tối. Đợi chị chút nha. Để chị Huyền xuống kia xem là có cái đấy không. Không biết là có ai cầm của chị không. Các bạn đợi một chút nhá, bình tĩnh. Đi đâu mà vội mà vàng, đúng không? Mà vấp phải đá mà quàng phải dây, được không? Đợi chị chút nha. Cái này phải nghe, phải sáng sủa một tí nó mới hay. Nên là các bạn đợi chị chút xíu, được không ạ? Đợi chị cả bao nhiêu thời gian còn được. Huống hồ là... Không biết ở đâu nhỉ? Không, ngày hôm nay chị chỉ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhận định thôi. Được không ạ? Chị chỉ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhận định thôi. Chúng mình sẽ đợi một chút xíu nha. Đợi một chút xem. Không có à? Ô, thế ai tha đi đâu được nhở? Kiểu kỳ lạ thực sự luôn ấy. Chị nhớ là hôm đấy chị đã để vào trong kia kìa, trong cái góc kia luôn á, mà bây giờ không thấy nó đâu luôn á. Sao lại thế được nhở? Ai lấy cái đấy làm gì đâu? Này em nhắn tin cho anh Hoàng hỏi xem anh thì có biết cái đấy của chị ở đâu. Các bạn ơi, đợi chị mấy phút nha. Em thử hỏi anh ấy xem nào.
Rồi trong lúc mà chờ đợi thì chị sẽ hát tặng các bạn một đoạn, được không? Để gọi là chị bớt căng thẳng. Ok không? Nhắn tin cả vào group luôn. Group các bạn nhá, đợi một tí nhá. Đợi một tí cho tâm trạng thư thái một tí rồi ấy, rồi học tiếp. Tối om thế này mà chị cầm đây chị sạc thì cũng không để được cơ. Quá. Kiểu có vẻ hướng rất nhiệt tình tối thực sự đấy. Đêm nay là đêm cuối hai ta gần nhau. Có biết bao nhiêu điều anh muốn nói. Khi nhìn vào đôi mắt em thấy niềm đau. Em biết anh đang buồn lắm đúng không? Anh siết chặt thân xác em trong lặng im. Nước mắt anh thấy lời anh muốn nói. Em sẽ thật mạnh mẽ, sẽ có mỉm cười. Chỉ là ta tạm xa nhau chút thôi. Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không? Cho dù đêm dài lạnh lẽo, không một ai kề bên. Em phải đi thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên. Không còn ai gần bên khẽ ôm anh trong bình yên. Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Anh hãy đợi một người. Hay là chị Quỳnh mang về để dạy nhỉ? Em thử gọi chị Quỳnh không phải không nào? Nghi lắm. Nhở? Dễ lắm, hôm vừa rồi đấy em thử hỏi xem, nghi lắm, tội đồ đấy rồi. Tội đồ đấy rồi. Khi đông về anh hãy, chị không biết hát đoạn này. Luôn giữ cho không để lạnh bàn chân. Dẫu cho bận đêm mây gì nhỉ, không phải nhạc thế. Nếu biết em sẽ thật là xót xa. Em sẽ gọi anh mỗi khi có chuyện vui, hay mỗi khi anh cần nghe em nói. Chỉ cần được như thế, dẫu có xa rồi, em nguyện mong chờ từng ngày tháng trôi. Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không? Cho dù đêm dài lạnh lẽo, không một ai kề bên. Em phải đi thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên. Không còn ai gần bên khẽ ôm anh trong bình yên. Em phải đi thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Anh hãy đợi. Dễ lắm, chị nghi lắm. Không thể nào như thế được. Thể mà tự em. Thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên. Không còn ai gần bên khẽ ôm anh trong bình yên. Em phải đi thật xa, nhưng em sẽ quay về sớm thôi. Anh hãy đợi một người. Đúng không? Không thấy dấu hiệu à? Thế mới chất chị. Giờ chị không biết là chị phải.
không tìm thấy chị gọi, không thấy trả lời à? Rất chất. Rồi các bạn ơi, thôi không tìm thấy thì chị sẽ cố gắng vậy, chị không biết làm như nào để bây giờ quay trở lại cùng với các bạn nhá. Hát một bài để cho tâm trạng thoải mái một tí, để bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quay trở lại với chị ở trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và như đã nói với các bạn thì chúng ta sẽ có những cái nhận định rất là thú vị, và chỉ cần một cái bài này thôi là các em sẽ có thể làm tất cả những gì mà các em muốn. Có thể là nghe sẽ khó hiểu một chút xíu, nhưng mà chị hy vọng là các em có thể hiểu được, được không ạ? Chị hy vọng là các em có thể dùng hết công lực của mình để có thể hiểu được, và các bạn có thể vận dụng một cách linh hoạt vào trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh khi mà các em phân tích các bạn nhé. À rồi, đoạn trích như sau. Được không nào? Đoạn trích như sau. Sóng không chỉ là tên của một thi phẩm đã gây xôn xao cho nhiều thế hệ. Sóng không chỉ là biểu trưng cho một hồn yêu chưa từng nguôi yên. Sóng còn là một nguồn sống, nguồn năng lượng mà nữ thi sĩ ấy đã truyền lại cho Mai Hậu qua mỗi tiếng thơ của mình. Và lâu nay, lòng thơ của mỗi chúng ta, người mờ người tỏ, người đang yêu, người đã yêu, đều từng thầm thu thầm phát thư sóng đặc biệt ấy, Sóng Xuân Quỳnh. Các bạn có hiểu phần này không ạ? Các em có hiểu phần này không? Chị đọc lại nhé. Sóng không chỉ là tên một thi phẩm đã gây xôn xao cho nhiều thế hệ. Sóng không chỉ là biểu trưng cho một hồn yêu chưa từng nguôi yên. Sóng còn là một nguồn sống, nguồn năng lượng mà nữ thi sĩ ấy đã truyền lại cho Mai Hậu qua mỗi tiếng thơ của mình. Và lâu nay, lòng thơ của mỗi chúng ta, người mờ người tỏ, người đang yêu, người đã yêu, đều từng thầm thu thầm phát thứ sóng đặc biệt ấy, Sóng Xuân Quỳnh. Được không ạ? Hiểu một cách đơn giản thì giống như việc là ở trong vật lý ấy, chúng ta có nhiều sóng lắm, sóng ngang, sóng dọc. Chúng ta thấy ở ngoài biển chúng ta có sóng của đại dương, đúng không ạ? Thế mà chúng ta lại bắt gặp thêm một cái thứ sóng nữa rất là nhạy cảm. Đó là một thứ sóng mà người mờ, người tỏ, người đang yêu, người đã yêu đều từng thầm thu thầm phát thứ sóng đặc biệt ấy. Đó chính là sóng của Xuân Quỳnh. Hay nói chính xác là sóng lòng. Hay nói chính xác hơn là những gợn, những cái cảm xúc của tình yêu. Được không ạ? Rồi, tiếp tục nhé. Không còn phân biệt được sóng tạo nên Xuân Quỳnh hay Xuân Quỳnh đã tạo nên sóng. Chỉ biết rằng chị sinh ra đã để dành cho thơ. Dù đầu đời vốn học vẫn chưa cao, nhưng hồn thơ của người con gái đất La Khê Hà Đông ấy đã luôn dồi dào và dạt dào. Dù chặng đời đầu từng dấn thân vào biệp múa, nhưng chị đã sớm rời sân khấu để gia nhập thi đàn. Dù cuộc sống nhiều trắc trở với tuổi thơ lận đận, tuổi xuân gian lao, tổ ấm đầu đổ vỡ, tổ ấm sau sóng gió, nhưng lòng chị không khi nào nguôi thơ. Hay không ạ? Chỉ với một câu thơ thôi nhá, mà đã khái quát được cả về cuộc đời của Xuân Quỳnh rồi. Chị đọc lại cho các bạn nghe này. Dù cuộc đời nhiều trắc trở với tuổi thơ lận đận, tuổi xuân gian lao, tổ ấm đầu đổ vỡ, tổ ấm sau sóng gió, nhưng lòng chị vẫn không khi nào nguôi thơ. Có nghĩa là trong suốt cả một cái chặng đường dài như vậy, trải qua nhiều sóng gió như vậy, thế nhưng mà bản thân nhà thơ Xuân Quỳnh, những cái vần thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa bao giờ dừng lại cả. Một hồn yêu chưa từng nguôi yên, phải không ạ? Các tập thơ vẫn tuần tự ra đời theo mỗi chặng đường. Từ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cho đến thống nhất hòa bình, Trời Biếc, Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Lời Ru Trên Mặt Đất, Tự Hát, Sân Ga Chiều Em Đi, Hoa Cỏ May. Cứ thế, sóng thơ nấu sẵn trong hồn đã thầm dẫn lối cho chị ra biển lớn thi ca, để trở thành một tên tuổi nổi bật trong nền thơ Việt hiện đại. Nếu không làm thơ nữa, Xuân Quỳnh không còn là mình. Thơ thực là nghiệp dĩ của chị, được không ạ? Thơ Xuân Quỳnh là niềm đau đáu bình an giữa thời tao loạn. Khi binh lửa đạn bom cuốn mọi thân phận, mọi nguồn lực vào cuộc chiến, thơ ca cũng không thể say máu anh hùng mà cất lời sắt mau. Dù không thể cưỡng lại thời, song những tiếng thơ thầm kín và mãnh liệt nhất, Xuân Quỳnh vẫn chỉ dành cho niềm khao khát yên lành, cho góc vườn đôi lứa, tổ ấm sáng đèn, vành nôi sơ tán, chiếc tã ban mai, cho lời ru thèm mặt đất,
tiên cả nhớ nắng trưa, cho những bông hoa nghẹn hương, những cánh chuồn lạc bão, những thứ bé mọn thôi vô nghĩa nữa mà lại hằng nhen nhóm cưu mang chăm chút cả cõi đời. Đó mới thực là những con sóng dưới lòng sâu của hồn thơ Xuân Quỳnh. Theo cách ấy, Xuân Quỳnh đã là người đàn bà bước dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống. Hay không ạ? Tất cả những cái hình ảnh đó đều là những cái hình ảnh xuất hiện trong thơ của Xuân Quỳnh các em ạ. Được không nào? Cho góc vườn đôi lứa, tổ ấm sáng đèn bành ngôi sơ tán chiếc tã ban mai, cho lời ru thèm mặt đất, tiếng gà như nắng trưa, cho những bông hoa nghẹn hương, những cánh chuồn lạc bão. Tất cả đều là những phần thơ xuất hiện trong thơ của Xuân Quỳnh. Được không ạ? Xuân Quỳnh từng viết rằng là Em đâu dám nghĩ tình yêu là vĩnh viễn, hôm nay yêu, mai có thể xa rồi. Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận, bỗng có ngày thay thế một niềm vui. Hay là chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau là những ngày thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về với bình yên, ngày nối nhau trên các phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nhé. Không bị mắc kẹt bởi nguồn thơ máu lửa, nên chị không phải bận lòng tìm lối ra như bao người khác. Tạnh bom đạn về lại đời thường, mạch thơ Xuân Quỳnh cứ đà xưa mà tuôn chảy. Chỉ khác là giờ đây những tâm sự đàn bà nhất được dịp khơi sâu, những tiếng lòng từng cắt xén được hồn nhiên biểu tỏ. Tha thiết với một tình yêu nặng về gắn bó, chở che và chia sẻ, chị luôn trăn trở với sự mong manh của yêu đương, sự bấp bênh của hạnh phúc, luôn băn khoăn về nỗi lạnh nhạt của thời gian, phôi pha của tuổi trẻ, luôn nơm nớp với những mưa bão bất thường, với những đổ vỡ xa xôi. Đây là những lúc suy ngẫm về trái tim đập sau làn áo mỏng, về bàn tay ngón chẳng thon dài luôn sóng sánh trong thơ chị, những dự cảm về nhà ga của chia ly gặp gỡ, con tàu khát khao đi hồi hộp mỗi khi về luôn cồn cào trong thơ chị, những nỗi cỏ dại bị dày xéo, hoa dại bị bỏ quên, mây trắng mải mê phiêu bạt, lá vàng ngày một thưa, cỏ may thèm giữ mãi, hoa cúc muốn y nguyên luôn khắc khoải trong thơ chị. Càng lo liệu đắp bồi, càng phấp phòng lo âu. Được không ạ? À? Rất là hay. Đây là một cái đoạn mà cực kỳ là hay. Và nếu như mà các em muốn là chị đăng cái đoạn này lên hoặc là gửi cho các bạn, thì các bạn có thể comment vào đây nhá, để chị xem xét ý kiến. Bởi vì đây là một cái đoạn cực kỳ là hay, mà nói về thơ của Xuân Quỳnh như thế này. Với Xuân Quỳnh, thơ là sống, sống là thơ, sáng tạo và cách tân, tất tật là nhất thể. Cho nên tìm những miền thi ca khác lạ cho thơ, chế tác những hình thức tân kỳ cho thơ không phải thao thức của chị. Cứ thế hết mình sống, hồn nhiên viết, chút trọn vẹn cái tôi của mình vào mỗi thi phẩm, thi tứ, mỗi thi ảnh, thi điệu. Đó là cách thơ Xuân Quỳnh. Không mặt nạ, không son phấn, không vay mượn, không lên gân. Xuân Quỳnh đã gửi mình vào thơ. Thơ Xuân Quỳnh là tính linh Xuân Quỳnh. Trường hợp Xuân Quỳnh thật điển hình cho quy luật. Thơ là sự ký thác thân phận của người vào chữ. Và có lẽ vì thế mà, dù đời thơ của Xuân Quỳnh đã dừng, sóng thơ của Xuân Quỳnh vẫn vỗ khôn nguôi. Với nhiều giải thưởng cao quý, mà mới đây là giải thưởng Hồ Chí Minh, Xuân Quỳnh đã được vinh danh ở bậc cao nhất dành cho những nghệ sĩ có nhiều đóng góp với chính thể Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và điều ấy là xứng đáng, dù khi bầu, hội đồng giải thưởng đã từng bỏ quên. Và giờ đây, đặt chân dung nữ thi sĩ Xuân Quỳnh vào dòng thời gian, thì không phải chỉ đặt chị vào vị trí top đầu thi sĩ cùng thời Ý Nhi, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phan Thị Thanh Nhàn, Nhã Ca, mà theo chụp dọc, phải đặt chị vào trong cái mạch thưa thớt của những nữ sĩ xuất chúng của thơ Việt như Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà Nguyễn Thanh Quan. Xuân Quỳnh thực là một trong những gương mặt nữ sáng giá nhất của thơ Việt. Có lẽ vị trí ấy mới là điều công chúng nghệ thuật Việt hôm nay, hôm qua và hôm nay muốn dành cho nữ thi sĩ này. Và vị trí ấy của Xuân Quỳnh dường như mỗi chúng ta hôm nay ở đây đã dành sẵn trong lòng mình, cũng như mỗi lòng yêu đã dành sẵn một bến bờ để sóng của Xuân Quỳnh tìm về vô mai.
được không ạ? Các bạn ơi, đây là một cái bài bình rất 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 là hay, thực sự rất rất là hay luôn. Em có thể sử dụng không chừa một câu nào để đưa vào, để liên hệ trong bài viết của mình, được không nào? Được không ạ? Rất là hay. Chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn như thế này, được không ạ? Chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn như thế này. Hay, hay thực sự là hay mà chị, đến bản thân chị đọc được những cái câu này mà chị còn phải xúc động. Thật sự đấy. Các bạn ơi, đây chị sẽ lấy một cái đoạn để các bạn có thể học cách chúng ta đưa vào, được không ạ? Nhá. Đây, như thế này. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nếu nói về mảng thơ tình, không thể nào quên đi một nữ sĩ vô cùng nổi bật. Chỉ dành trọn trái tim của mình cho những niềm khao khát yên lành. Nói như tiến sĩ Chu Văn Sơn, thì đó là khao khát cho góc vườn đôi lứa, cho tổ ấm sáng đèn, cho vành nôi sơ tán, cho chiếc tã ban mai, cho lời ru thèm mặt đất, cho tiếng cà nhớ nắng trưa, cho những bông hoa nghẹn hương, cho những cánh chuồn lạc bão. Những thứ nhỏ mọn thôi, những thứ bé mọn thôi, vô nghĩa thôi, mà lại hằng nhen nhóm cưu mang chăm chút cả cõi đời, được không ạ? Chấm, đóng ngoặc kép. Và Xuân Quỳnh đã đi vào trong trái tim của độc giả như vậy, với những vần thơ bắt đầu từ những điều giản đơn nhất. Sóng là thi phẩm mang tựa đề giản dị, tượng trưng cho tài thơ, biểu trưng cho tài thơ và tình thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, để lại nhiều ấn tượng với độc giả nhất là cái gì đó. Hiểu chị không? Rất là đơn giản như vậy. Ok chưa? Nhá. Hoặc là chúng ta có thể dùng một cái đoạn ở trong phần kết bài, như là viết chúng ta có thể dùng là gì ạ? À, khi mà khái quát xong về nội dung về nghệ thuật rồi, chúng ta có thể viết là gì ạ? À, bao nhiêu thập kỷ trôi qua, thế nhưng những vần thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh vẫn còn sống mãi, và những con sóng cũng sẽ đập liên hồi trong trái tim của mỗi độc giả. Xin được mượn một nhận định, hay là xin được mượn những lời văn của giáo sư tiến sĩ Chu Văn Sơn để thay lời kết cho bài viết này. Hẳn rằng đây cũng có lẽ là điều mà bất cứ độc giả nào cũng muốn tỏ bày khi đọc bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Hai chấm, mở ngoặc kép. Cũng như mỗi lòng yêu, được không ạ? Chúng ta hôm nay ở đây cũng đã dành sẵn trong lòng mình, cũng như mỗi lòng yêu đã dành sẵn cho một bến bờ để sóng Xuân Quỳnh tìm về vỗ mãi, được không? Đấy, thì đấy là cách mà các bạn có thể sử dụng ở trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhá. Ok chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu sang cái bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, để xem là đối với bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu thì chúng ta có thể sử dụng được cái gì, được không ạ? Nha, bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ở trong này có hết luôn á các bạn ạ. Xuất sắc thực sự. Được không nào? Rồi, thì ở trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, các em sẽ có nhiều cách để các bạn sử dụng á. Được không ạ? Các bạn sẽ có nhiều cách để các bạn sử dụng lắm trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ấy. Thì các bạn có thể tận dụng một cái tối đấy nhỉ? Tối om om. Chị để như này chắc được. Được không ạ? Trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một số những cái nhận định sau để đưa vào. Đợi chị chút nha. Chị để đây cho chắc. Sáng chưa? Ôi lại tối rồi. Vừa hỏi rất hoành tráng là sáng chưa, nhưng quay ra nhìn thì lại chợt thấy là tối rồi. À, đây là bộ flashcard nhỏ xíu này.
Úi, sao dạo này set up máy sao sao ấy chỉ nhìn thấy chị mình nhỉ? Ấy là Vân Anh. Hello Vân Anh, xin chào em. Các bạn ơi, còn mấy ngày nữa nhở? Còn 5 ngày nữa thôi là khóa học VIP của chị Hiên bắt đầu. Khóa học bên nhau trọn đời cùng với chị Hiên đã bắt đầu rồi. Chị nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội cực kỳ là hiếm hoi để chúng ta có thể bên nhau trọn đời như vậy, được không ạ? Chị đã chuẩn bị rất là nhiều những thứ hay ho, giống như những điều mà chị chia sẻ với các bạn, để chúng ta có thể bước vào một khóa học và đem lại cho các bạn nhiều, thật là nhiều kiến thức nhất có thể. Thế nên chị rất là hy vọng có thể được gặp các bạn ở trong khóa VIP của chị nhá, được không nào? Chị rất là hy vọng có thể gặp các bạn ở trong khóa VIP của chị. Giống như việc là ở trong cái bộ phim chị rất là mê ấy, cái bộ phim Bên Nhau Trọn Đời ấy, chị mê lắm, mê cực kỳ. Nó có một cái câu giống như kiểu gì ạ? Chị nhớ, nếu như mà gặp một người nào đó trong cuộc đời này rồi ấy, thì những người khác đều là tạm bợ ấy. Và chị cũng nghĩ rằng là khi mà các em lựa chọn một cái khóa học thì các em cũng không thích lựa chọn tạm bợ. Nên chị nghĩ rằng đây sẽ là một cái khóa học cực kỳ là cần thiết cho các bạn, vừa giúp các bạn thi vượt qua các kỳ thi ở trên lớp, và quan trọng nhất là giúp cho các bạn có thể vượt qua kỳ thi giúp cho các bạn có thể vượt qua cả kỳ thi đại học nữa, là một cái kỳ thi rất là quan trọng. Ở lớp em bị thầy chém lắm rồi. Được không? Nhá, nên là chị rất là hy vọng là các bạn có thể tận dụng. Rồi, trở lại với bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, thì chị có một cái bài để các bạn tham khảo như thế này. Đó chính là Tố Hữu tâm sự về bài thơ Việt Bắc, được không ạ? Chị có một cái đoạn trích dẫn Tố Hữu tâm sự về bài thơ Việt Bắc mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn như sau. Bài thơ của một người sống trong thực tiễn cách mạng không phải là du lịch ngắm cảnh, đó là tâm tình của người cách mạng. Không phải tâm tình của cá nhân là cái tôi cá nhân, mà cái tôi cá nhân của tôi hòa vào cái tôi chung của cách mạng, nhân dân. Đất nước thành máu thịt của tôi và ngược lại. Tôi rất thích hai câu thơ của Trế Lan Viên. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Tôi hoạt động ở Việt Bắc mười mấy năm, sống cùng đồng bào các dân tộc ít người, chia sẻ cùng nhau những cơn sốt rừng, từng thiếu thốn hiểm nguy. Khi về Hà Nội, tôi cảm thấy đã để lại một phần đời ở Việt Bắc, đó là lý do tôi viết Việt Bắc. Mình và ta, thông thường cũng như trong ca dao, được dùng để chỉ hai người gắn bó với nhau bằng tình cảm tha thiết. Một số bài phê bình, phân tích bài thơ như một chuyến chia ly giữa chàng trai dưới xuôi và cô gái dân tộc. Hay khá hơn là cái tôi thi sĩ chia tay với cảnh vật núi rừng con người Việt Bắc. Đó là cách phân tích dựa vào ca dao tục ngữ hay cuộc sống hay của đời sống bình thường. Nhưng bài thơ này lại có cuộc sống độc lập riêng. Mình và ta, mình ta, không phải dùng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai, không phải là một chủ từ chỉ chủ thể, một từ chỉ khách thể, mà cả hai đều chỉ chủ thể. Tôi nhắc lại, mình và ta ở đây đều chỉ chủ thể. Nghĩa là mình ấy, ta ấy, đều là một phần của đời sống thi sĩ đã trải qua ở Việt Bắc. Cái phần đời này trò chuyện quyến luyến với phần đời kia. Cho nên, cuộc chia tay không phải diễn ra bình thường trong thời gian không gian cụ thể, mà diễn ra trong máu thịt, trong tâm hồn nhà thơ. Sự chia ly bản thân mình là cuộc chia ly khó khăn nhất, đắm đuối nhất, tha thiết nhất. Phải hiểu đúng cách dùng hai từ mình và ta của tác giả mới hiểu đúng bài thơ. À, các bạn thấy không? Chúng mình có một cái khía cạnh phân tích rất là mới mẻ về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu nhé. Có nghĩa là sao ạ? Từ trước tới giờ thì chị em mình vẫn lầm tưởng rằng là mình và ta ở đây là cuộc chia ly giữa người đi kè, ở một bên là cán bộ cách mạng và một bên là gì ạ? Một bên là đồng bào Việt Bắc. Thế nhưng mà nhìn nhận theo một hướng khác thì hóa ra mình và ta ở đây thì đều là một chủ thể. Có nghĩa mình và ta ở đây chính là cái phần, cái tinh, cái gì ạ? Cái tâm hồn của người nghệ sĩ này, của người chiến sĩ này khi đến với Việt Bắc và bây giờ phải từ bỏ cái bản ngã đó, phải từ bỏ cái tâm hồn đó để trở về với Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Phải không ạ? Một cách nhìn nhận rất là hay, đúng không nào? Rồi, có cách hiểu bốn câu. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong giả bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Hay ở cảm giác tha thiết bâng khuâng bồn chồn mà lòng ai cũng có. Ba trạng thái cảm xúc bâng khuâng hụt hẫng, niềm vui rời bỏ bồn chồn không yên giả.
Cổ thơ vẽ lên cảnh chia ly xa xiết như phải rứt đi khối tình đau đớn. Nhưng áo tràm có lẽ phải là hình ảnh hoán dụ để nói lên tiếng đồng bào Việt Bắc. Hiểu như thế quá đơn giản và lệ thuộc. Cách đó không phải là cách để hiểu thơ ca. Tuy đồng bào Việt Bắc mặc áo tràm nhiều và có thể mặc khi đưa tiễn cán bộ, nhưng áo tràm ở đây mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Màu tràm nâu trong tâm thức của người Việt là màu đơn sơ chân thực, không kiểu cách lòe loẹt. Nó biểu hiện cho sự chân thành, giản dị. Hơn nữa, ở đây cả chủ thể và khách thể đều hòa chung làm một, nên áo tràm là biểu tượng cho tấc lòng thủy chung của mọi người. Hẳn rằng là khi mà các bạn học bài thơ Việt Bắc cùng với chị thì chị luôn luôn nói với các bạn rằng là màu tràm ở đây vừa là màu áo của gì ạ? Vừa là màu áo của người dân đồng bào Việt Bắc, nhưng đó cũng là màu thể hiện cho nghĩa tình bền bỉ, phải không ạ? Thể hiện cho sự chân thành, giản dị. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp. Cái tình tha thiết bâng khuâng bồn chồn thì lời thơ nào tả cho hết được. Tình cảm càng thắm đượm càng nồng nàn thì ngôn từ càng bất lực. Những người thân yêu ruột thịt gặp nhau hay xa nhau lâu ngày, còn có hành động nào hơn lời nói là nắm tay, là ôm chầm lấy nhau. Cái ngôn ngữ của bàn tay nóng ấm gắn liền với trái tim đầy xúc động, run rẩy hơn mọi lời nói khác, nhất là cuộc chia ly với chính mình này. Cho nên biết nói gì cho thỏa, chứ không phải không biết nói gì, không có gì để nói. Chui đến hai câu thơ: mình về rừng núi nhớ ai, mình về có nhớ núi non. Khi nỗi nhớ tiếng gọi trong thung lũng, có một lời vang lên là có tiếng vọng lại ấm áp hơn và tha thiết hơn. Không cảm thấy cuộc phân ly nữa, mà chỉ cảm thấy nỗi nhớ lớn lên bền bỉ thắt chặt trong mọi ký ức chung đẹp đẽ. Hắt hiu lau xám đối với đậm đà lòng son và làm nổi bật nhau hơn. Tấm lòng dân Việt Bắc bền vững như rừng núi Việt Bắc. Câu thơ mình đi mình có nhớ ta, tân trào hồng thái mai đình cây đa. Điệp lại ở đoạn sau khẳng định sự không thể chia cắt của chủ thể. Ta mình ta, phân đôi này chỉ là phân đôi nỗi nhớ, một về Hà Nội, một ở Việt Bắc. Còn sự thủy chung son sắc son thì không gì có thể lay chuyển. Có khi là sự tạo điểm nhấn, chẳng hạn câu nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu. Đó là cách so sánh giữa cái vô tận và vô cùng như tấm lòng của người mẹ, tình cha. Đó không phải là lời khẳng định hay chứng tỏ tình cảm của người này đã sống trong lòng người kia rồi, thế nên cần gì phải phô bày nữa. Đó là lời buột thốt từ đáy lòng, đúng không ạ? Có rất là nhiều những cái phần phân tích hay ở đây rồi. Và để rồi phần kết bài như thế này, chúng ta có: chính vì khi ấy 1954, tác giả chia tay Việt Bắc như chia tay một phần đời sống của mình. Một đời gian khổ nhưng vui tươi ân nghĩa sâu sắc, da diết tràn đầy ấn tượng và hạnh phúc. Chính vì thế mà lưu luyến hồi nhớ lại tất cả, Việt Bắc đã trở thành quê hương tinh thần của chính tôi Tô Hữu, của tôi và của mọi người. Cho nên nỗi niềm riêng của tôi trong bài thơ đã thành nỗi niềm tình cảm chung của cán bộ, chiến sĩ, của nhân dân. Ok không nào? Nhá. Đây là một cái phần tác giả nói về tác phẩm, hỏi chuyện các tác giả. Có tác phẩm giảng dạy trong nhà trường của tác giả Nguyễn Quang Thiều, chủ biên. Ok không nào? Rất là hay, phải không ạ? Thì ở đây các bạn có thể sử dụng cực kỳ là nhiều những cái phần để đưa vào trong bài viết của mình, phải không? Có quá nhiều thứ mà các bạn thấy đấy. Thật ra văn học không phải là góc nhìn một chiều, mà chúng ta có những cái góc nhìn đa chiều. Đôi khi chúng ta tưởng là chúng ta đã hiểu đúng, nhưng mà chưa chắc là chúng ta đã hiểu đúng đâu, phải không ạ? Tưởng là hiểu đúng nhưng mà chưa chắc đã hiểu đúng. Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ cân nhắc giúp chị nhá. Các em sẽ cân nhắc giúp chị. Thực ra chúng ta chỉ đang học một cách rất là hời hợt về những cái vần thơ, về những cái thi phẩm và về những cái câu chuyện mà chúng ta học thôi. Thế nên là đôi khi các bạn cứ nghĩ rằng là nó đã rất là sâu rồi, nhưng mà chưa chắc. Thực ra còn nhiều cái sâu sắc hơn là nhiều mà các bạn phải học và học thì trình văn của các em mới có thể lên được, đúng không ạ? Chị rất là mong là các bạn sẽ cố gắng. Chị hy vọng là các bạn sẽ cố gắng, chứ đừng ỷ lại. Bởi vì là đừng có nghĩ rằng là mình đã giỏi rồi và như thế là đã đủ rồi. Sự học chưa bao giờ là đủ cả, phải không ạ? Nhá. Thì các bạn thân mến, ở trong buổi tối ngày hôm nay chị đã chia sẻ với các bạn về
Tây Thiến này, về Việt Bắc này, về sóng này, và cũng đã hướng dẫn cho các bạn những cái tip để chúng ta có thể như thế nào nhỉ, đưa vào trong bài viết của mình một cách phù hợp nhất, khéo léo nhất, đơn giản nhất. Hãy nhớ rằng là đặc thù của thơ, và đặc biệt là những cái bài thơ mà chúng ta thi ấy, bao giờ thơ nó cũng sẽ rất mềm mại, rất là nhẹ nhàng, có nhịp điệu, có tiết tấu. Thế nên là khi mà viết bài thì các em cũng nên tạo ra những cái tiết tấu trong bài viết của mình, thì như vậy bài viết của các em sẽ rất là ấn tượng và đặc sắc. Ok không nào? Chị hy vọng là với phần chia sẻ ngày hôm nay của chị thì các bạn đã có thể có được những cái dữ liệu và có những cái hướng sáng tạo, hướng suy nghĩ về việc học môn văn mới mẻ hơn, chứ không chỉ đơn thuần là đóng lại ở trong những cái gọi là gì ạ? Chứ không chỉ đơn thuần là chỉ đóng lại ở trong những thứ mà chúng ta gọi là trong sách giáo khoa. Ok không? Rất là hy vọng điều đó nhá. Được không nào? Rồi, còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bạn vì đã xem phần livestream này. Lớp học của chị thì còn 5 ngày nữa là đã bắt đầu rồi, thế nên bạn nào mà chưa đăng ký thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để chúng mình có thể nhanh chóng gia nhập vào team Học Văn Chị Hiên, và chúng ta sẽ cùng với nhau khám phá về những hướng nhìn mới mẻ nhưng mà vẫn đúng về văn học các em nhá. Bây giờ thì đã là 10:30 rồi phải không ạ? Còn sớm thì nữa đâu, các em cũng phải để cho chị nghỉ ngơi chứ. Chị sắp lấy chồng rồi, dạo này chị phải ngủ sớm để gọi là giữ gìn nhan sắc, hiểu không? Rồi, ok, cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã theo dõi phần livestream này. Mặc dù hơi tối một tí nhưng mà các em đã thông cảm cho chị. Và chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Một lát nữa thì đi ngủ thật là ngon nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Bye bye.